Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un nêu rõ tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực đang bế tắc và đã đạt tới điểm tới hạn đe dọa trở lại vạch xuất phát do thái độ đơn phương của Mỹ. Ông Kim Jong-un đưa ra nhận định trên trong bối cảnh các cuộc đàm phán Mỹ-Triều đang rơi vào bế tắc khi cả Bình Nhưỡng và Washington chưa tìm được tiếng nói chung trong hàng loạt vấn đề. Để khôi phục đàm phán Mỹ-Triều, Washington không còn cách nào khác ngoài việc phải thể hiện thiện chí thực sự với Bình Nhưỡng. Trong phản ứng mới nhất, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong các đối tác mà Mỹ cần phối hợp, chắc chắn sẽ không thể thiếu được vai trò của Nga và Trung Quốc, vốn là hai nước có quan điểm gần gũi với Triều Tiên. Tuy không khoa trương về vai trò trung gian của mình, song chính Tổng thống Nga Putin đã nói ông sẽ thông báo đến lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc về cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un, một động thái có thể giúp các bên tìm được quan điểm chung và xích lại gần nhau hơn trong thời gian tới.